Rồi hôm nay mình đi lặn tiếp cả nhà ơi. Hôm nay bắt đầu mình đi xuống cái đường dưới băng thích nè cả nhà. Hôm nay bắt đầu lặn đó, mình bơi luôn, bơi cho anh Thuy dưới tía lặn nha. Thì hiện tại đó bây giờ tía với anh Thuy xuống đó, ngay chỗ mấy cái đường tim đó, thì nào có cá đó mình quay cho cả nhà xem nha cả nhà. Trong thời gian qua đó thì cũng mong cả nhà đó thông cảm cho mình, không có thời gian đó dưới mình, dịch bệnh rồi đó tùm lum chân, mình dưới tía không có đi lặn được, cũng mong cả nhà đó thông cảm cho mình nha. Rồi chừng nào có cá đó mình quay cho cả nhà xem. Cá vô hay gì đó, thấy giật giật hồi nãy giờ nhấp mấy cá rồi đó. Nhấp mấy cá rồi. Vô rồi. Đang lưới vô rồi hả? Chạy mất tiêu nè. Chạy mất tiêu rồi đó. Sao bộ cỡ gà sợ cá gà hay gì đâu mà con nào cũng cột cho hết. Đi hai con thả cầm cầm. Ừ. Chứ mà lặn dễ à, dễ gì cột à. Má lịch chữ nữa nè. Kè lúng thao lên kìa. Chứ này lên thiệt đó. Nó giật giật tặc tặc đó mà. Trời ơi đủ quá. Cá giật. Cá giật mà nổi rồi. Giật đứng lên rồi, người ta lôi lên. Vô cả nhà ơi. Nhỏ chân bự. Mẹ để ra đi. Giật giật vậy mày cá nhỏ ta. Giật giật chứ sao. Lên mà. Thấy đi vô rồi, cá phao nó chìm ra biết, tưởng vô. Nhỏ. Rồi con đầu tiên nha cả nhà ơi. Thấy giật giật tưởng vô hả? Cùng đâu còn đeo đeo ấy. Trời ơi. Nhỏ nhỏ mà ta. Hai con cả nhà ơi. Hai con có cỡ tại. Có kẹp không? Có. Để ghe nó luôn hả? Cái ghe giữa, ghe. Hả? Cái ghe giữa nó cái sững, cái sững, cái sững. Có cái kia chạy mất cái giò luôn rồi đâu kêu trời. Chạy lộn vô hắn ấp thế vậy? Không. Kỳ vậy? Sao vậy?
này hang quá, hang mà cá nhỏ thôi. Má có đợt đi qua trên cậu không vậy, bắt gì cá ở bên Vinh cậu có khúc cá nhỏ nhỏ không à? Mà có khi giật 3-4 con á, 3 con nhỏ khi nào có cá chích gì lắm. Ừ. Đây giật 4-5 con cũng có nữa, tẳng rồi. Lấy vợt vô hết gì ta? Một nữa không cột nữa. Một nữa hả? Giết giờ nó mới kỹ kìa. Nên vợt chưa hết gì? Lấy vợt thôi à? Đây đây đây. Gì đâu mà em ru của ta? Sao anh? Không có chín. Nó vô mà nó không có vợt không có gì chứ. Vô gì đâu mà im ghe luôn trời. Vô hàng trọng không? Vô hàng trọng không? Hai trái là có một có thì là thôi rồi. Vì thế không kêu con chân té. Yeah.
tè le hết trơn, lặn lên lặn xuống, lặn lên lặn xuống, được anh thôi. Dữ lắm rồi không lấy cái vật bự ra xài á. Còn cái vật bự nữa phải không? Vật bự nữa. Mấy cái hàng bự dữ lắm kìa, mấy cái vật đó. Cái đợt đi đó là lấy ra ngoài luôn á. Lâu dữ lắm rồi không lấy, không xài tới nó. Này lấy 4 vật ngàn cái nào. Cái này hôm nay tới nói chinh phục cái con cá này. Giống con cá vô vật trên này quá anh Phi ơi. Nhìn vô hết rồi, giống cá vô cả nhà. Cái vật này cái vật này nữa, hôm nay là tới nói là phải chinh phục cái con cá này nghe cả nhà. Đàn cá này đem 4 vật xuống cái hang hơi lớn nè. Cái vợt cuối này em té thăm hay gì mà nó giật hoài ta. Không gần cái vợt đó gì đó. Ừ. Giật trên nó kìa, đâu anh coi coi anh Phi, giật trên này nó giật nữa nè anh Phi. Giật không? Giật anh coi thứ ơi. Thấy nước chảy nó hồi cái nó giật, hồi giật giật trên đó nha, giật đầu nhất á. Cái đó cá vô rồi nó hộp hộp mà, còn cái đó nó tự nhiên hồi lúc nổi nữa rồi ấy. Mình giật nó giật xuống nó miết xuống. Nổi lên nữa kìa thấy không? Hồi cái nó phục xuống. Cái mạnh kéo, cái mạnh cái nó đạp. Nước chảy chìm vợt chân. Chân khoảng giữa chỗ quằn quằn đó đó. Dưới chỗ khoảng giữa này nè, con tôi không được hai cái này nữa. Bắt cái đó một lần bắt cũng cặp cặp trong đó mà nhỏ nhỏ mà không bự nha.
4 phao. Quay tròn luôn vậy đó. Cái giận nó cá vô hay gì đó. Cá vô hả? Em tiếng thầm bị giật cái tặc 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 đó. Nó nói bị giật cái gan kiểu con cá vô á. Ừ. Nó giận nó đó, cá vô rồi mà. Ờ. Không nhổ giận vô rồi đó. Nhổ vô luôn kìa. Đế vô cả nhà ơi. Cái tặc 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 nè, vô cảnh phiêu phiêu nè nè con coi luôn mắt cái gì cứ ngắt rồi giọt chứ cái đầu đu giọt mắt cái đu giọt kia rồi thì giờ nhìn đi nó thở lên vô cái tặc tặc rõ ràng ha. Do
sao xuống nữa không? À, này luôn. Xuống thì hậu, nhả xuống đưa xuống thì hậu. Rồi. Vô hả? Vô cả nhà ơi. Cũng được. Hai con luôn rồi, hai con cả nhà ơi. Lý ha. Rồi một cặp nghe cái nè. Này cá nhỏ nhỏ gọn gọn luôn. Rồi rồi không biết. Cái rồi rồi thôi. Được hai con bự rồi. Năm số con rồi rồi vậy. Để mình đổ nước vô thôi. Đợt đó đi bắt là bắt bằng neo nè. Đợt đó là mẹ mới bơi. Trời nó quặng quá quặng. Má cái gì nãy đâm vô em nhất đi ghê trời. Ghê chứ gì. Bữa hổm mà kéo cái gai của ông tía gai tàu vô ơi rút ra chánh xác nha, chừng một phân mấy gì đó tổng á, gần hai phân gì đó, ốc nổi luôn mà giật mưa nó cứng ngắc luôn mà. Má thằng nghe nó hơi cái tàu hơi cái là nãy đó đâu cái đi đó là gạch nó bén tàn xác cái gạch này mỗi lần em bị đâm đằng lần cái nó đâm nó gãy trong á, nó làm bị làm ké luôn, xong cái nó chừng ở cái nó xì ra. Sao thấy chảy còn mạnh quá đó. Tại mà dọn chảy vậy chứ. Mỹ lớn nè. Ừ. Lụm bị hang này ăn cặp nữa coi. Hả? Chuyện lụm hang này ăn cặp bự bự coi. Ở ngoài là tới cấp rồi đó. Mấy ghe cào đó có khi nào dính cá lớn dữ không ta? Có hay không? Mà ít lắm. Nó là mấy ghe chở cào cá thủ không bao này kia là hoài. Ừ. Cốc.
cá này có bộ lì dữ rồi ha. Đợt đó bắt hình như là cũng đâu ngay gốc quặng quặng này nè, bắt ngay đây nè. Vô hay vậy, vô nè, vô nè. Còn kia qua đây kia. Đó. Ồ vô. Mấy con coi. Phải không? Ừ. Phải không? Phải. Tôi nói ha. Đâu? Một à. Một con. Giống hai con chưa? Con một. Ồ vô. Cái đợt đầu tiên đi với tía hình như là bắt con này cũng dữ thằng lắm, cái con này chỗ này bự hơn con này nữa nè. Hai con không? Ồ vô. Con thành. Hết xích vô. Đã. Chính xác hả? Rồi đi đi. Lấy con ngon đó mà đụng qua bẻ sắt vào quất ra mà đụng đâu ào vô tôm lụm lụm lên thôi vậy mà ngoài đó không có hàng hả ta? Có chưa, có đi không gặp chiếc cơ, có cái chiếc cơ rồi, có chiếc tôm rồi, có chiếc tôm rồi nào, chiếc tôm trời già hả? Thôi toàn cái đống đông chặt kẹt đông đông rồi nè. Tôm này bán cái thôi giá bằng mấy tôm kia hết rồi. Ừ. Đông đông nó chơi hết chiếc tôm rồi. Em gu hả ta? Còn vô hay luôn. Kéo gì, kéo gì ổng đâu, gì ổng đâu. Đi đỡ nè. Còn không có. Còn lại hết. Vô là ông hay luôn chạy. Nó mới vô chứ đó ông phải tầm cái giật thân lên mình không thấy giật giật. Không có giật. Nói vậy không, em coi là không có giật không có gì chứ. Xả dây. Cái gì? Cá này vô em ghe tại chúng đang lấy vợt vô hết gì ta? Một nữa không cột nữa. Một nữa hả? Giờ nó mới nghỉ kìa. Hôm nay giờ chưa thấy gì. Lấy gần thôi à. Đây đây đây. Gì đâu mà em gu của ta. Okay. Sao vậy? Không kịp kinh. Xuống à. Nó vô mà nó. Rồi, con. Nó có giật không có gì chăng. Rồi, rồi, con à. Được hả? Được. Quá đã rồi. Bữa nay con cỡ này không ơi. Con này cỡ 3 kg, 2 kg mấy bạn. Con này 3 kg mấy? Hết. 4 con. Em sao vô em ghê trời. Ừ. Trời ơi, chắc giờ sáng có giờ lớn lên chưa rồi. Oh.
vô gì đâu mà im ghe luôn trời. Vô hàng trống không? Vô hàng trống không? Tôm nữa nghe cả nhà, đây nè. Ôi ôi nó kẹp cá. Hai con. Còn hai xích hai con. Nội này cũng già gì đâu mà dữ thằng biết nè. Con rồng hết trơn. Chưa bán cá được không cả nhà ơi. Quá quá trời cả nhà ơi. Quá. Quá trời. Nghe điện vào hết vậy. Không có điện vào hỏi. Ba con cá mà sao được thì chết luôn. Bà điện lấy giờ điện thoại bà điện vào đây. Kêu người vào điện nó bán coi người ta mua cá không điện ấy. Đây mà bán. Gần trong giờ cái luôn hả? Bắt mấy bự bự mấy nhỏ mấy con chút chút để đi không chết đâu. Bắt gì mà chết. Rồi. Cho nó đủ ra. Bọn con lứa nó kìa. Cái gần mình thi nó để đâu? Để đi lấy hậu. Để lấy được. Để lấy đi anh Thi ơi. Chạy lấy mới định Thi ơi, không được không Thi ơi. Thiệt á, dữ lắm. Hết biết không. Bà đây không hỏi đây người ta nói chuyện cơ trời. Dữ lắm rồi cả nhà. Bốn con bự rồi thêm mấy nhỏ nữa. Mày à, đâu mà điện nó bán coi chỗ thằng của Thảo coi nó có mua không. Điện cho cháu ngoại tao băng nè bà. Điện vòng vòng nó coi cái nào mua được không. Hả? Ờ. Sao sao vào? Nhìn con gì? Trời đâu mày mày biết điện bên mấy chỗ nào đó con cá không đừng căng cá rồi được. Mệt hải hồn. Hai hồn cá cả nhà. Bốn con cá bự mười mấy ký. Nó ra lên nó biết. Nó cái bọc ra, bỏ vô. Chết chắc hết trơn rồi. Trời ơi, mấy cái nhỏ trong hàng nữa trời. Với hàng tôm nè. Tôm nè cả nhà ơi. Tôm nè. À. À. Hàng tôm thối thật hàng tôm. Trời ơi, đủ mẹ thiệt tình chứ. Cái này sao chắc bị xịt quá, nó lửng gù. Biết mình cá. Nên đây qua đây tôi bỏ cửa này. Rồi đó bà bỏ nó xuống coi rồi bà bành bọc coi. Nó ngẫu luôn trời. Rồi bà điện cho quý nó ra nó lấy nè. Không dùng nó đâu con. Mẹ chắc một chắc mà. Đợi tôi đụng xuống. Kìa chạy bển lấy gọng không? Chạy lấy gọng. Chạy lấy gọng đi. Lấy gọng chứ đâu gọng gì vậy? Mẹ gốc hết mít rồi chắc chưa hả? Hỏi anh ba cần mớ cá nào không? Hỏi con cần mớ nào không?